Chị. Dạ, ngày 9. Hai ngày nữa. Có việc ăn đâu, bắt luyện cho ăn đâu. Dạ. Gì muốn? Chắc bà đâu rồi đông nó không biết nữa. Dạ, thăm gì mà có. Dạ. Dạ. Chị. Dạ. Con xin thông qua chương trình phụng biểu của hội đồng giáo sĩ cả ban ngành quỳ giáo một dân hương của lễ và thư lễ, hai là khởi ba mừng lần, bốn là vì hội đồng giáo sĩ có đôi lời và dân hương, năm là buồn gặp dân hương, sáu là xin mời quý các ban ngành các đoàn thể dân hương, và bảy là đọc kinh cầu nguyện, tám là lời công bố là chúa, chín là hát và kết thúc là kinh tông cây. Và giờ đây xin mời vị đại diện hội đồng giáo sĩ có đôi lời. Kính thưa đại gia đình tăng gia của anh Thủ Đô, hôm nay giáo sứ quý giá quý ban ngành được tin anh Phêrô đã được Chúa gọi về khi tuổi đời còn rất trẻ. Đây là một sự mất mát lớn của trong gia đình nói chung và vợ và các con của anh Phêrô nói riêng. Gia đình đã mất đi một người con, vợ đã mất đi một người chồng và các con mất đi một người cha. Trong giáo xứ mất đi một người thân yêu. Và hôm nay giáo xứ đến, giáo xứ quý giáp quý ban ngành đến đây, trước hết xin được chia buồn cùng đại gia đình tăng gia nói chung và các riêng chị và các con nói riêng. Và hôm nay đứng trước bàn thờ của anh Phêrô, giáo xứ chẳng có gì, chỉ có một lạng hoa của giáo sở tài và giáo xứ quý giáp quý ban ngành và mâm trầu rượu và lễ vật. Xin được dâng lên anh Phêrô và xin nguyện cầu Thiên Chúa sớm đưa linh hồn của anh Phêrô được gặp mặt Chúa trên lược thiên đàng.